các bạn ơi, con cá mập kia, nó đang đuổi theo một con cá màu hồng đẹp chưa? Ôi, không thấy mấy con mèo của mình đâu các bạn ạ. Ôi, lạ thật đấy. Ôi, mà có một đàn vịt con này, đẹp chưa này? Ôi, đàn vịt con ở đâu mà đẹp xinh như này này các bạn ơi. Ôi, nó đang đi ra đây này. Ôi, nó đang tiến gần cho mình rồi kìa các bạn kìa. Wow, có một đàn vịt con xinh chưa? Đấy, các bạn ơi. Đấy, ui, 1, 2, 3, 4, 5 con liền đấy các bạn ạ. Ôi, nhưng mà có con gì nó đang tiến tới thế kia. Wow, các bạn ơi, đi đây, chạy ra đây nhanh lên. Ôi, có một con gì to lắm các bạn ạ. Thôi, một con cá mập kìa, nó đang lao tới đàn vịt rồi kìa các bạn kìa. Ôi, không biết được đàn vịt liệu có thoát không. Ôi, các bạn ơi, đàn vịt này còn đứng lại cơ, không chạy đi các bạn ạ. Thôi. Ôi, con cá mập to hùng dữ, nó ăn hết cả đàn vịt của mình rồi. Wow, các bạn ơi, dưới đây mình thấy có những con gì màu sắc sặc sỡ chưa. Wow, wow, có một con gì kìa. Wow, nó đang tiến xuống kìa các bạn kìa. Wow, đây này các bạn ơi, hình như là con cá sấu ấy các bạn ạ. Wow, đây này, wow, nó đang tiến sát xuống rồi. Ôi, hình như nó định xuống nó bắt những con cua này ấy các bạn ơi. Ôi, nó lao xuống tới nơi rồi kìa các bạn kia. À, đúng rồi các bạn ơi, con cá sấu hung hăng lắm. Nào nào, mình phải bắt hết những con cua lên đã. Ôi, các bạn ơi, nào nào. Ôi, chú cua màu xanh này. Ê, con cua màu hồng cũng đang bỏ lên rồi kìa các bạn ơi. Đấy, cho nó lên nhá. Nào, ui, chú cua màu xanh bé tí hoan này nữa nào. Wow, ui, nó chạy các bạn ạ. Mình sẽ bắt con cua này trước. Con cua màu tím này các bạn ơi. Nào, ui, cua màu xanh chạy hướng này rồi các bạn ạ. Nào, ui, còn con màu vàng nữa các bạn này. Chú cua màu vàng đẹp quá. Nào, wow, con cá sấu hung hăng này. À, nó định đi đâu đây? Định đi bắt các con vật ở đây này. Nào, wow, mình sẽ lấy cái này, mình nhấc nó lên này các bạn này. Wow, mình nhấc được nó lên đường rồi. Ui, nó lại xuống cơ các bạn ơi. À, hình như là nó không muốn lên ý các bạn ạ. Wow, ui. À, thế có nghĩa là đây là cái đầm của nó đấy các bạn ạ. Đây là một cái đầm của nó đấy. Nhưng mà hôm nay nó cạn nước rồi. Nào các bạn ơi, thôi mình để nó ở đây nhá. Một con cá sấu các bạn ạ, nó ở dưới đầm nước. Đấy, những con cua này á, nó thấy cạn nước là nó ra đấy các bạn ạ. Không được đâu. Nào, cá sấu ơi. Ôi, các bạn ạ, đây là địa bàn của cá sấu đấy. Thôi mình để nó ở đấy đi. Ui, chỗ này, có đàn ốc sen này. Ui, có một con ốc sen màu xanh này. Wow các bạn ơi, nhưng mà một cái mắt của nó còn màu tím cơ, nó dẫn đầu đoàn. Ôi, nó dẫn cả hai con ốc sen màu sắc đi, đi đâu không biết nữa. Hình như là mình thử nó đi chậm này, chắc là nó nhìn thấy con cá mập đấy, mình sẽ hỏi nhá. Ốc sen ơi, bạn có biết con cá mập nó bắt được công việc của mình đi đâu không? Ôi, các bạn ơi, ốc sen không biết đâu các bạn này ạ. Nào, ui, mình sẽ bắt con ốc sen ra chỗ khác để cho nó chạy cho nhanh nhé các bạn nhá. Đây này các bạn này, ui chà, một chú ốc sen, ui, mắt màu tím này, màu xanh này các bạn, hai người thì màu xanh này. Wow, còn con này á, màu hồng, màu xanh, màu tím, màu vàng đầy đủ hết các màu này. Đấy, mình sẽ bắt hết hai mấy cái con ốc sen này nhá, để mình cho nó ra chỗ khác, chứ không ở đây cá mập nó đi là nó ăn thịt đấy. À, chỗ này này thì có một con ếch các bạn ạ. Nó đang định ra chỗ cái bình nước này nó uống. Thôi, mình sẽ bắt con ếch ra ao. Không có, ở đây là có cá mập đây. Nào, ếch ơi, ếch. Ui, 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 nó nhảy đổ cả bình nước rồi. Ấy, nó nhảy nhanh thế này chắc cũng không sợ cá mập đâu các bạn ạ. Wow, nó nhảy đi nhanh chưa? Wow, nó đang nhảy đi đâu ấy? Ui, ui, nó nhảy ra tận đây rồi này. Wow, các bạn ơi, nó nhảy lên cả cái hộp điện này. Ấy, nào mình sẽ cho nó vào là. Ui, ui, nó nhảy qua cả cát luôn các bạn ơi. Wow, nhảy giỏi quá này. Ui, nào nào, ui, bắt được rồi, bắt được con ếch rồi. Ô, chỗ đằng kia mình thấy có con gì quen quen này. Ôi, thì ra là con mèo của mình này các bạn ơi. Ui, nó đang nằm ngủ. Còn có một con gà màu vàng, con gà màu hồng đang ở đây chơi cùng nó này. Ui, các bạn ơi. Nào, wow, mình sẽ cho con gà màu vàng ra đây nhá. Con gà màu hồng, ui, hai con gà đều mỏ màu cam, chân màu cam hết các bạn ạ, đẹp chưa. Ui, meo meo. Ui, dậy đi nào, dậy đi để mình cho về nào. Đây rồi, nào các bạn ơi, mình gọi mã nó chẳng dậy đâu. Thôi mình sẽ bế nó về nhá. Không có là cái con cá mập nó đến ăn thịt đấy. Nào, ui, cho cả hai chú gà này ra nào. Đấy, các bạn ơi, cho cả hai chú gà này về nữa. Chẳng thấy con vịt đâu, mà mình thấy chỗ này có con gì này các bạn này. Ôi, hình như là hai con chuột. Các bạn ơi, đang gặp nguy hiểm kia. Chỗ kia mình thấy có con gì các bạn ạ. Ôi, hai chú chuột. Này các bạn ơi, đấy, có chú chuột một cái màu, con màu vàng, một con màu đen, chấm trắng hết các bạn ạ. Nào để mình bắt nó lên nhá. Đây này các bạn ơi, mình thấy có cái con gì mà con chuột nó còn dám chân lên kìa các bạn ơi. Wow, đây này, ui, cái đuôi của nó đằng này này. Wow, phải bắt con chuột lên đã các bạn ạ. Ý, các bạn thấy chưa, hai con chuột liền chứ không phải một con đâu. Nào nào, bắt từng con một lên nhá. Nào, ui, mình bắt chú chuột màu đen trước này. Nào, chuột ơi, ngoan ngoan để mình bắt nhá. Mình sẽ cho vào cái lồng này. Đấy, mình cho nó vào trong cái lồng đấy các bạn ạ. Đấy rồi, ôi, cái kia không phải một con, hai con đâu, mà còn một con nữa kìa. À, đấy. Ui, chú chuột này to hơn, mình cho vào rồi. Ui, các bạn ơi, đây này, còn một con chuột màu đen nữa, bé hơn các bạn ạ. Đấy, chú chuột này thì bé tí. Wow,
Con này này các bạn ơi, nó cắn con chuột của mình đấy. Nhưng mà một con còn bé như thế đấy các bạn ơi. Nào, đấy mình cầm được cái đuôi của nó lên rồi. À, già chưa. Một con rắn đây, nó đang định ăn con chuột. Nó thấy mình nên là nó trốn xuống dưới đấy các bạn ạ. À, này, con rắn hổ mang to chưa? Rắn nó thích ăn chuột lắm. May quá, mình cứu được hai con chuột đáng yêu này rồi này. Chít 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 chít. Ý, các bạn thấy mấy bạn chuột của nhà mình có đáng yêu không? À, các bạn ơi, con cá mập kia, nó đang đuổi theo một con cá màu hồng đẹp chưa? Ui, con cá màu hồng không biết có chạy nhanh, chạy thoát được không kìa các bạn ơi. Nhanh lên, cá ơi, chạy nhanh lên. Wow, mình chỉ ra mình cứu con cá thôi. Không biết có con gì nó trốn ở đây này các bạn ơi. Wow, đây này không biết là con gì đấy. Này, các bạn ơi, nào mình sẽ lật ra xem nào. Ui, mình thấy nó kêu. Ô, có màu vàng, hình như là cái mỏ màu cam ý. À, thì ra là con vịt của mình ở đây rồi. Nào, mình thử mở xem nào. Chiu. Wow, một chú cá màu hồng đây rồi. Nhưng mà con vịt này là con vịt to mà, không phải vịt của mình. Ôi các bạn ơi, đây không phải vịt của mình đâu. Thôi mình cứ cứu con vịt này vào nhá. Không có à, cá mập ăn đây. Nào, đây. Con cá màu hồng này, ui, xinh chưa. Ý, mắt nó đáng yêu chưa. Các bạn ơi, ôi, nó còn dính cái băng dính ở đây này. Mình sẽ cậy cho nó nhá. Ý, mình cứu được một chú cá màu hồng đẹp quá này các bạn này. À, đây rồi các bạn ơi, chỗ này hình như con cá mập ở đây ý. Mình nhìn thấy giống lắm. Ơ, nhưng mà cá mập làm gì có cái càng như kia nhở. Ui, con gì đây mà nó đang định cắp cái quả này nhở. Ui, đây là một quả trứng này. Ui, để xem nào. Ui, hình như con tôm nó đang đẻ trứng ý. Đúng rồi. Wow, đây lại là một chú tôm màu hồng. Ui, hình như là chú đang đa bụng để chú đẻ trứng này các bạn này. Đấy, mình sẽ bắt con tôm màu hồng này lên nhá. Một con tôm màu hồng với cái càng màu xanh thôi các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho nó lên nhá. Ô, các bạn ơi, hình như con mèo nó đang bắt cái con gì ở đây này các bạn này. Ôi, nó đang ăn cành lên xuống rồi. Ui, có con gì ở trong cái chậu thau này các bạn này. Nào, mình sẽ cho con mèo dậy nhá. Nào, mèo ơi, để mình mở cái thau ra xem có con gì nhá. Ui, đúng rồi đấy, nó bảo mình mở cho nó đấy các bạn ạ. Nào, ui, không biết có con gì ở trong không. Ô, mẹ chưa này, có cái tiếng gì kêu ở trong này các bạn ạ. Nào, ui, để mình thử lần ra xem nào. Ui, nó còn dậy ở trong cơ các bạn ơi. Nào, 2, 3. Ui, một đàn cá lại nằm ở đây này các bạn này. Ui, nhiều cá thế này. Wow, một con, hai con, ba con, bốn con, mỗi con một màu này. Đây là con cá rồng đấy các bạn ạ, màu vàng đấy các bạn ơi. Đấy, cho một con cá rồng vào đây này. Tiếp theo này, đây một con cá chép màu hồng này các bạn này. Đấy, cá chép màu hồng này cho vào đấy này. Ui, một con cá màu xanh này các bạn này. Cá biển đấy các bạn ạ. Wow, đây là con cá koi này. Các bạn ơi, cá koi màu đỏ này. Wow, thì ra là đàn vịt nhà mình này nó đang bơi ở đây này các bạn hay. May quá, cuối cùng cũng tìm thấy được đàn vịt rồi. Đấy, đàn vịt con đáng yêu chưa này các bạn ơi. Wow, nó đang uống nước các bạn ạ. Wow, hình như nó uống rất nhiều nước. Hay nó đang mò con gì ở dưới nhở. Ui, bây giờ mình phải bắt những con vịt ra để mình xem ở dưới có con gì không nào. Ui, đáng yêu chưa. Một chú này, mình sẽ cho từng chú một ra nhá. Wow, hai chú này các bạn này. Đấy, nào, ui, chú thứ ba này. Ui, cái mỏ còn dính màu tím cơ. Ý, chú này ý, đứa này các bạn này, chắc là nó mò được cái con gì hay là dính bùn ý. Này, wow, ui. Đấy, vậy là mình đã bắt được 5 con rồi. Để mình mò xem nào, ở đây có cái con gì không. Wow, mà đàn vịt của mình nó nao tới thế. À, thì ra là có mấy con ốc. Chắc là vịt ăn no ốc ở đây rồi. Ở đây là một cái bể ốc các bạn ạ. Này, đấy, cuối cùng là cũng thấy được mấy con ốc các bạn ơi.